Mến chào các bạn, nấm linh chi, hay còn gọi là dai si, là một loại thảo dược quý hiếm, được coi là thần dược trong y học cổ truyền Trung Hoa. Với hình dạng đặc biệt và màu sắc bắt mắt, nấm linh chi không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài mà còn bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe con người. Vậy nấm linh chi có những tác dụng gì? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá trong video này nhé! 1. Tăng cường hệ miễn dịch. Một trong những tác dụng chính của nấm linh chi là khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Nấm linh chi chứa nhiều polysaccharide, beta-glucan và các chất chống oxy hóa có tác dụng kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch như tế bào NK, Natural Killer và đại thực bào, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác. 2. Chống viêm và chống oxy hóa. Nấm linh chi có khả năng chống viêm mạnh mẽ nhờ vào các hợp chất chi-terpenoid. Những hợp chất này giúp giảm viêm, giảm đau và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm khớp, viêm gan và viêm đường tiết niệu. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong nấm linh chi giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn hại của gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim mạch. 3. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Nấm linh chi được biết đến với khả năng điều chỉnh huyết áp, giảm cholesterol xấu, LDL và tăng cholesterol tốt, HDL. Những tác dụng này giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch và suy tim. Các nghiên cứu còn cho thấy nấm linh chi có thể giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. 4. Hỗ trợ điều trị ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nấm linh chi có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Các polysaccharide và chi-terpenoid trong nấm linh chi có thể kích thích hệ miễn dịch tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn sự lan rộng của chúng. Ngoài ra, nấm linh chi còn giúp giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, giúp bệnh nhân ung thư cảm thấy khỏe mạnh hơn trong quá trình điều trị. 5. Cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm căng thẳng. Nấm linh chi có tác dụng an thần, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm căng thẳng, lo âu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nấm linh chi có thể giúp điều hòa hệ thần kinh, làm giảm triệu chứng mất ngủ và cải thiện tâm trạng. Điều này rất quan trọng đối với những người mắc các chứng rối loạn giấc ngủ và căng thẳng mãn tính. 6. Hỗ trợ gan và thận. Nấm linh chi có khả năng bảo vệ gan và thận khỏi các tổn thương do độc tố và các chất hóa học gây ra. Nó giúp tăng cường chức năng gan, thúc đẩy quá trình thải độc và cải thiện chức năng thận. Điều này rất hữu ích cho những người mắc các bệnh gan như viêm gan, xơ gan và các bệnh thận mãn tính. 7. Tăng cường năng lượng và sức bền. Nấm linh chi giúp tăng cường năng lượng, giảm mệt mỏi và cải thiện sức bền. Điều này có lợi cho các vận động viên, người lao động nặng nhọc và những người cảm thấy mệt mỏi do công việc căng thẳng. Nấm linh chi giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những tác dụng tuyệt vời của nấm linh chi đối với sức khỏe. Từ việc tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính cho đến làm đẹp da, nấm linh chi thực sự là một món quà quý giá từ thiên nhiên. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like, chia sẻ với bạn bè và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị và bổ ích tiếp theo nhé. Chúc bạn luôn khỏe mạnh và bình an.